Thấy chưa? Alo anh Bắc. Chào. Dạ chào anh. Hello anh, chúc Trời mừng ơi anh. quá, bà que chống phá thì hôm qua nó rung. Không Nó phải, rung nhưng mà sợ thực sự tại vì nó rung với cái thứ hai, một số thành phần nó rung và có một số nó run được một số thành phần, tức là nó không về được nữa thì nó quay qua nó nói xấu. Thế nhưng mà thực ra ví dụ như là cái chính phủ Việt Nam á, thì người ta cũng đã mở những cái gọi là cái hòa giải hòa hợp dân tộc, người ta không phải cho nó về, tại vì bằng chứng là những thằng hồi xưa nó chống cộng nó đã từng về rồi mà. Nhưng mà nó về rồi thì nó quay qua nó xạo sự, rồi nó nói xạo chó, rồi nó xuyên tạc. Ví dụ anh cứ cho nó là nó không thích cái chính quyền Việt Nam, Cộng sản Việt Nam, ok. Thế nhưng mà khi nó sang hoặc là nó đưa những cái ít ra nó phải nói đúng sự thật. Thế nhưng mà đây nó lại xuyên tạc. Ví dụ như anh cũng có một thằng với này, nó bảo là Việt Nam mà đói khổ thế này kia. Thậm chí vợ nó cũng nói mẹ ông đéo biết gì hết mà ông cứ đói khổ không. Đó. Tại vì có về đâu. Đúng Thế rồi. nhưng mà rõ ràng á, là tin tức hoặc là coi internet, coi YouTube này kia nó cũng biết rồi. Thế nhưng mà nó không không chấp nhận. Ví dụ vậy thì cho nên nhưng mà cái cuộc đời của người ta đó, người ta nói là sống làm sao mà sống đến khi chết là đừng bảo ôi rồi nó bảo tôi thèm cái tô cháo quá, hoặc tôi thèm cái tô phở, hoặc tôi thèm cái này thèm cái kia, ví dụ vậy đi. Đến khi sắp sửa nhắm mắt thì mẹ mà chăn trối cuộc đời là biết thế, hồi xưa tôi về tại sao bao nhiêu ông tướng, bao nhiêu ông này ông kia cũng là mang tiếng chế độ cũ đu càng, thế mà khi qua đến Mỹ rồi chết bảo chứ thôi mang hài cốt tôi về Việt Nam, bên chi vậy, thù cộng sản thì bên chi vậy, hiện nay cộng sản vẫn còn đây với nó mà. Đó. Còn những thằng giống như hồi nãy hai đứa em nói mẹ con mụ Khánh đi, mấy mụ kia hồi mẹ con cộng sản Việt Nam tôi đéo về, đi mẹ không về nó bốc cứt nó ăn à. Bên Thật chứ. này hết thời rồi. Ừ. Thậm chí hôm vừa rồi anh coi cái clip anh thấy đi về Hà Nội tìm phố xưa ngày xưa, mẹ nó bảo là không phải cội nguồn, nó không còn cội nguồn, nó thế này cộng sản thế này nọ kia, thì tại sao không biến mẹ đi còn về chi nữa. Đúng rồi. Tức là mình, những người này là những người phản bội lời thề. Mấy đứa còn nhớ là hồi xưa mà cái lúc nó sang rồi nó mặc áo dài cờ vàng ba sọc, rồi mẹ nguyên một đám bên Asian, rồi nó hát nó hò nó kêu chống cộng kinh khủng không, không đồ mẹ sau này chúi hết rồi ba cái đồ rẻ rách em làm cái gì mẹ, đúng là toàn là chuyện tào lao thiên hạ. Cũng là một con người nhưng mà mẹ mở mồm là bị thiên hạ nó chửi thì anh cũng không hiểu nổi. Mẹ nó có biết hình như tụi nó học chưa dành tiếng Việt, thưa quan với Việt Việt Anh, vì nếu mà nó dành tiếng Việt đó, thì nó phải đánh vần được cái chữ nhục chứ. Đúng rồi anh. Ừ, thường thường mấy thằng mà đánh võ đài thì mẹ nó bị đánh gục xuống cái kia, mẹ lúc mà lên mẹ nó chỉ có cúi đầu, chỉ có một thằng chiến thắng nào giơ tay nó mẹ nói thôi, nhưng mà tụi nó không hiểu được, không hiểu được. Còn mẹ có những người mà người ta còn tự ái hoặc là người ta còn một cái liêm sỉ thì thôi mình, tức là mẹ mẹ câm cái mỏ mình lại, thôi để nó người ta chiến thắng, người ta làm gì làm, người ta nói gì ta nói, còn mình mẹ cúi mặt xuống đây mẹ mẹ giống cổ mẹ sủa như chó mà mẹ bị chửi từ đây đến dưới mà. Thậm chí tụi nó Mà em phải công nhận tụi nó cũng ngoan cố mãnh lì thiệt ha, thấy trời trời rõ ràng như vậy mà tụi nó cứ vẫn chối cãi, vẫn kiên quyết là không công nhận ha. em thấy Đó, nhục em thiệt. thấy hôm vừa rồi anh coi ở trên 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 TikTok TikTok đó. Nó quay lại cái cảnh của ông Nguyễn Văn Thiệu, ông mới nói là cái gì Mỹ phản bội rồi Mỹ thế này thế kia, rồi không đánh thì kêu đánh rồi thế này kia, rồi không đánh thì cứ đưa tiền đây đưa đồ đây để tôi đánh cho. Việt Nam cộng sản có bao giờ đứng lên phát biểu cái câu đó không, mà trong khi đó là một người mang tiếng là tổng thống mà kêu bằng là không đánh thì đưa đây đưa 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 tiền đưa súng đạn đây đưa 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 đồ đây để tôi đánh cho. Gì Đất nước của mình, đưa tiền tới đâu đánh ờ tới đó đất nước của mình nói là vì tự do, vì chính nghĩa, vì thế này thế nọ kia, tại sao phải kêu Mỹ đưa tiền để tôi đánh cho là sao vậy? Một cái câu nói phải nói là nếu mình nói một cách nó hơi có vẻ như là ấy quá đó thì gọi là sỗ sàng quá, thì mình nói mẹ một câu nói của một vị tổng thống thì quá ngu. Thì làm sao mà thắng nổi được Việt Cộng? Thế còn ví dụ như mình thêm một cái hài nữa là gì? Là khi ông Thiệu ông qua bên 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 Mỹ đó, rồi từ cái thằng sĩ quan nhỏ đến thằng lính bày đặt chất vấn thế này thế nọ thế kia và kia, độ mà hồi xưa cái lúc mà ông còn đang đương thời đó, đúng mà đến đó mà dám hỏi câu đó đụng mà nó bắn bể sọ luôn đấy chứ.
Bởi người ta mới có câu, Việt Nam mình có câu là mẹ cọp xuống đồng bằng chó dẫn mặt, em thấy không? Dạ. Cho nên mình coi nó rất nhiều cái trò hề của tụi nó. Thế bây giờ ví dụ chẳng hạn như là anh em mình rảnh ấy, coi lại cái cuốn phim lịch sử đó, mà từ cái thời mà năm 75 và thời kia, ôi cha ơi, nào lớp nào là trước năm 75, ông tướng này, ông tướng kia, rồi các cái. Hôm bữa trước, hôm nay anh cũng coi cái TikTok ấy, là nó thống kê, tức là cái này là cái của trong miền Nam ngày xưa. Nó thống kê bây giờ lính Việt Nam Cộng Hòa là bao nhiêu, lính Mỹ là bao nhiêu, lính Đại Hàn bao nhiêu, lính Úc bao nhiêu, phải lên cả triệu quân đấy chứ em. Dạ. Yeah. Thế nhưng mà cuối cùng nó được cái gì? Đó. Và toàn những thành phần coi như là mẹ bỏ chạy không à. Đó. Rồi ví dụ như là bao nhiêu vũ khí, bao nhiêu xe tăng, rồi kể cả xe tăng mà mẹ thả từ ở trên máy bay xuống bằng dù, bằng cái, nói chung nó nhiều lắm. Mà khi mà mình coi lại cái cuốn phim lịch sử đó, thì mình thấy rằng là mẹ ông nào đấy hồi xưa mà to mồm kinh khủng luôn. Ông nào cũng mẹ chứng tỏ ta đây là tướng. Nhưng mà đến khi cuối cùng rồi, đụng mẹ nó thiệt chả thấy ông nào mà chạy, đụng mẹ quần áo thì dục, rồi các cái thì dục. Rồi coi những cái lúc mà mẹ tập trung để đi ra đi học tập, rồi mà lúc mà chạy từ ngoài miền Trung về, rồi súng đạn, rồi các cái. Ôi cha ơi nhá, mũ sắt mũ đều vứt hai bên đường, đụng mẹ nó thôi, đầy. Hồi đó nhà em, nhà em hồi đó ở Thủ Đức nè, có nhiều người kể, trời ơi, cái xa lộ Thủ Đức đó anh, ngay chỗ cầu còn chạy xuống đó, lên tới ngã tư Thủ Đức đó. Đồ lính coi như là dục quá trời luôn. Quá trời luôn. Dục hai bên đường quá trời dục đồ luôn. Bà con ra nhìn thấy mấy anh đang bận đồ lính về đó, tự nhiên bận xà lõn hết trơn. Đúng rồi. Vô nhà người ta ăn trộm nữa. Vô nhà người ta ăn trộm lấy đồ trọt vô bận nữa. Vậy, nhiều cái á, mình nói là, mà những ví dụ anh em mình có nói chuyện ra đó, hoặc là mình có nói lại đi nữa đó, thì những cái đó đâu phải là những cái mà mình xuyên tạc bậy bạ đâu. Sự thật mà. Sự thật mà. Cái đó nó rành rành ở trước mắt. Thế nhưng mà em biết không, có một số người ví dụ như mình nói trong cái cuộc sống hàng ngày, mình nói có những cái mình gọi là mấy cái thằng sai nó kêu bằng người ta gọi là cãi chày cãi bừa đó. Chắc nó tiếng kiểu người Bắc thì mấy đứa hiểu đó, cãi chày cãi bừa đó, mày sai rồi nhưng mà nó cũng cãi cố luôn. Dạ. Yeah. Ừ, là cái loại này này. Thực ra thì mẹ nói đôi khi mình nói cho nó vui chứ thôi, coi hài nó tấu thôi, chứ còn bọn này thì mẹ mình ngồi mình chỉ cười, mẹ mày tụi bay gắn thằng hề. Mà cuối cùng thấy bên đó mẹ suốt ngày nó không kiếm chuyện được này chuyện kia, thì tụi nó lại lôi nhau ra nó chửi nhau đấy. Ủa mẹ lôi nhau ra chửi nhau. Cứ mỗi lần mà nó không còn cái gì, anh thấy thời gian mà mỗi lần Việt Nam không còn gì để tụi nó kể lại nữa là bắt đầu lôi ra nó chửi nhau lộn xà ngầu hết, anh thấy không? Còn ví dụ như là làm thì làm biếng, tụi mà lúc nào cũng nghĩ là sang là Mỹ nó cho tiền, giống như kiểu như hồi xưa mà ở Việt Nam chiến tranh Việt Nam mà nó bơm tiền về có cái cục cướp thì mày khẳng đây mày không làm mày chết mẹ mày luôn. Em ở bên Mỹ em biết rồi, lúc đó anh cũng qua bên bà chị ở bên Washington anh coi anh biết rồi. Ở bên đó không có cái kiểu mà bảo ngồi không mà mẹ nó cho tiền xài thì cái bộ hơi khó ạ. Mà ngồi gần không còn cho tiền được đó, mà gần như những thằng mà ngồi không mà ăn tiền mà của xã hội á, thì những thằng đó là trả lại cái gì, tiền đâu mà nó mua nhà. Yeah. Đúng không? Đó, tiền đâu mà mẹ sắm xe hơi. Còn nếu mà nói xe hơi ở ngoại quốc này, ví dụ em bà em kiếm một chiếc xe 1.000 đô thì cũng là xe hơi. Dạ. Yeah. Mà cái mà em mua được nó khác, là cái bảo hiểm và cái cách mà anh trả tiền bảo hiểm. Tại vì bảo hiểm anh phải bảo hiểm hai chiều, tức là lỡ như em đụng người ta. Đúng rồi. Em phải đền chứ, mẹ không đền mẹ nó bỏ tù. Ví dụ vậy. Hoặc là thuế tiền tiền thuế đường, thuế sáng này kia em phải trả chứ. Dạ. Yeah. Đó, cho nên là nói chuyện là đôi khi người ta nói là mua được cái xe hơi rất dễ, nhưng mà nuôi được cái xe hơi không mới là chuyện khó nữa. Đúng rồi. Ừ. Rồi chưa tính đến cái chuyện mà nhà cửa, là ví dụ em ở chung cư thì không sao, nhưng mà nếu mà em ở nhà riêng là em phải trả tiền thuế đất, thế chứ cái nhà em càng có giá em trả càng nhiều, cái đất em càng rộng em càng nhiều đấy. Rồi đôi khi nó còn thuộc theo tiểu bang, thuộc theo chính phủ. Dạ. Yeah. Bên này không có chuyện đùa, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều phải là tiền. Đó, em thấy không, ví dụ như là ở các nơi, ví dụ như chẳng hạn bên nước ngoài, nhất là bên nước ngoài mình đây, thiếu gì gia đình ấy, nhiều khi về vấn đề tiền bạc và lục đục rồi cũng bỏ nhau, em thấy không? Yeah. Ừ. Tại vì cái gì cũng vậy cho mẹ, chứ tiền mới chứ tình mới chứ tài mới chứ tai là mẹ nó dính liền với nhau mà. Nhiều lắm, có nhiều khi mình nhìn những cái gia đình bình thường thôi thì nó vậy, nhưng mà anh mặt trái ở bên này có nhiều cái gia đình họ sống mặt trái, ôi rồi ôi nó đau khổ lắm, không biết ở bên đúng anh rồi.
casino nhiều giống như bên Mỹ không? Chứ còn bao nhiêu cặp ăn, bao nhiêu làm, bao nhiêu đi casino ơi, đây, đây, em ơi. Đù, mới xong rồi về nó bỏ nhau. Đúng. Trời, nó thừa lười chắc lét. Ở bên này là có nhiều thằng đi cũng tương đương với anh, rồi cũng có rất là nhiều người ở lâu hơn anh. Mẹ cả gần 4-5 chục năm rồi, nhưng mà mẹ chuyên ra dưới cũng cắt tốt được, mẹ nó đánh bài casino rồi. Ôi trời ơi, nó thôi thôi. Dã man thê thảm lắm. Rồi còn chưa kể nha, còn chưa kể những cái sòng bạc, những cái sòng bài mà những nó nằm ở những cái thành phố mà có đông người Việt Nam. Rồi. Anh tới đó biết không? Anh tới đó anh chơi, anh còn nhìn thấy những đứa nói chung là trẻ nhưng cũng sồn sồn, nói chung là 20 mấy, 30 mấy có, 40 mấy có. Những đứa mà nó ghiền á, nó ghiền cờ bạc. Ôi giời, nó đánh rồi nó mượn tiền, nó đánh nó hết tiền. Rồi đúng. Nó còn gạ mấy thằng có tiền nữa, nó gạ ngủ để cho nó tiền nó gỡ nữa. Đúng rồi. Ở bên đây dạ bên anh lắm. Là, ở bên anh là lớp vừa casino rồi lớp tụi nó đánh rồi nó rủ nhau đánh ở nhà đó. Đây. Đây. Đấy, may chứ... anh cũng tránh được cái nghiệp đó, đủ mày cho hồi xưa ở Việt Nam sang anh cũng đánh bài anh bạn dữ lắm mà thôi không được. Yeah. Mà anh đi theo cái đường này là đường chết rồi. Thế cho nên hồi đó anh mới cố gắng anh đi theo anh đi học nghề. Yeah. Em hiểu không? Yeah. Đó, học nghề rồi đi ra đi làm cho nó cho vợ cho con chứ đủ mày hồi xưa mà kiểu đam mê kiểu đó là chết đủ mày bây giờ nó thật cho em biết là anh không biết là anh đi về con đường nào nữa mà thôi. Thì lớp đầu cha vậy rồi con cái nó đi theo mình đó thôi bốc kết luôn á, mày chết. Đúng rồi, mình làm vậy thì con cái mình nó đâu coi mình ra gì nữa. Không những vậy mà nó học theo mình, nó bỏ mẹ em, hiểu chưa? Theo luôn, đúng anh. Bởi vậy cho nên nhiều người, đó anh thấy giống như bên Cali không, có cái bà ca sĩ gì đó. Có cái bà ca sĩ gì mà giờ ca sĩ gì mà giờ làm homeless ở ngoài đường á anh Thơ Hoàng. Rồi. Ờ, cái bà nó không có trước rồi. Chị quên bà rồi. Anh Hoàng Kim Ngân. Kim Ngân đúng rồi. Kim Ngân. Kim Ngân đúng rồi. Ờ, bà đó anh thấy không, bà có đâu phải cái gì đâu, nhưng mà bây giờ cũng ra ngoài đường nó thấy giật giờ giật dưỡng cái thê thảm. Hồi xưa còn con gái mẹ nhìn cũng được gái lắm chứ. Hồi xưa ngầu chứ, con gái nhìn cũng sexy lắm chứ bộ. Mà bây giờ xuống mà cứ ở ngoài đường nhìn thấy quải thiệt. Vậy mà cái đám ở bên đó tại sao không bài cho bà đi kiếm căn nhà hay kiếm cái gì để sống hay sao, hay là bà lại thích ra ngoài đó nha? Không phải em ơi, anh nói cho Việt Nam. Em sống ở bên này cũng lâu rồi. Em ở bên Mỹ rồi, anh ở Đan Mạch, Đan Mỹ, hoặc là nói chung các nước ở trên thế giới này, nói chung là ngoài trừ Việt Nam mình ấy. Thì em biết không, có một số, mình không phải là mình nói xấu những Việt kiều. Thế nhưng mà đa số những người sang bên này rất là nhiều người, nói chung về cái tình cảm mà ngoại trừ chỉ có một số rất là ít, người ta còn cái tình cảm bạn bè, và cái còn đa số bên này là mẹ nhà ai biết nhà đó. Có nghĩa là tao đi làm tao kiếm tiền. Bây giờ anh hỏi em nhé, bây giờ ví dụ như anh với em đi ở gần nhau đi, thân lắm luôn á, thì em cũng phải lo công việc của em, anh cũng phải lo công việc của anh, thì anh cũng phải lo cái công việc gia đình của anh. Đó. Nếu mà rảnh lắm cuối tuần thì anh với em tắp ghé và thăm nhau, em chạy qua anh chạy qua anh. Ví dụ mình bảo là ở gần trong một cái tiểu bang ấy đi, thì chạy qua để uống vài lon bia rồi chiều, hoặc là ăn nhậu với nhau rồi chú cũng về nhà ai đấy thôi. Chứ còn ví dụ mà còn mà em bảo như cái bà Kim Ngân nó vào kia, nhưng mà không phải là bà con này họ hàng nhà mình cũng thôi chứ đúng mẹ mắc mớ gì mà mẹ khổ quá, đúng không? Đúng rồi. Mắc gì đâu mà tự nhiên cái em đi ngang em cho 100-500 đô, mai mốt cho 1000 đô, đủ mẹ nó đi đánh bài, nó đi ăn, nó nhậu, nó cũng chết mẹ nó, mình đi làm như chó vậy. Không có cái vụ đó, không có. Đó. Mà thậm chí bây giờ em ví dụ chẳng hạn như gia đình mình có vấn đề, ví dụ như gia đình của em đi, vợ con có vấn đề, nhà cửa có vấn đề, thì mẹ tự em bỏ tiền, tự em lo, tự em lo cho con em, cho vợ em chứ. Có cái thằng nào ngoài đường nó vô nó lo không? Đúng rồi. Đó, thành ra cái cuộc sống của nó cứ thế thôi. Thế còn ví dụ như bảo ở Việt Nam, bảo hú cái rồi có thằng bạn nó chạy tới, hoặc là có thằng em nó chạy tới, đây dù mẹ hú nó, mẹ nó chưa chửi mình là may lắm rồi. Còn cái đó là sự thật, em không nhận đâu. Ở đây nó không có, không có. Còn nếu mà em cần, em bỏ tiền, có thế thôi. Mà em bỏ tiền ra thì em lại làm cha nó. Ví dụ như bây giờ mẹ thằng thợ Tây nó làm với thợ mộc đó, bây giờ mày đến mày đóng cái lao qua cửa, mẹ mày tao trả tiền bao nhiêu đó rồi xong biết. Mẹ làm không được là tao bắt đền, có thế thôi. Cho nên là nhiều khi mình nghĩ đi phải lại bên này, bởi mình nói là mình nói về cái tình tại sao mà mình anh em mình mà cứ mỗi lần về đến Việt Nam là cảm thấy nó lòng nó hồi hộp, cảm thấy trong lòng nó rưng rưng, mình muốn nó đáp cho lẹ đi về, xuống đến sân bay muốn đi taxi cho nó chạy nhanh nhanh để về nhà, ví dụ vậy. Tại vì tự nhiên mình về đã nghe đến Việt Nam mình thì đã luôn,
Nôn cái thứ hai nữa, khi mình về đến nhà mình cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất là ấm cúng, nó rất là dễ thương. Ví dụ vậy, như vừa rồi hôm vừa rồi anh báo cho thằng em, cũng bảo là không báo nhưng mà thôi, và nói cho nó biết thì thưa quan nó biết đó, thằng thằng Nam với thằng Hồng đó. Thằng Hồng nó bảo thôi năm nay đại ca về thì tụi nó không đặt bánh chưng, mà nó bảo mấy bữa nữa nó gói bánh chưng rồi anh về rồi các cái nó chuẩn bị cái này cái kia, các cái tự nhiên mình nghe mình cũng vui, em hiểu không? Nó chẳng là cái gì hết, ăn thì mình ăn đâu được bao nhiêu đâu, nhưng mà có điều là tự nhiên cái tình cảm nó làm cho mình cảm thấy nó rất là ấm cúng, nó rất là vui, và mình cảm thấy cuộc sống này mà nó còn ý nghĩa. Ví dụ mình cái lúc mà mình về đến nơi mình cũng không cảm thấy nó bẽ bàng mà nó xa lạ, nhưng mà rõ ràng là mình vẫn giống như là mình về nhà mình vậy đó. Đấy. Em thì vẫn còn được cái hân hạnh ví dụ ba má còn đó. Cho nên là đôi khi về thì nó cũng có một cái niềm vui của nó. Đương nhiên em về em vui một chứ ba má em vui còn 10, mặc dù là ông bà cũng 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 qua thăm em, nhưng mà ít nhiều đi nữa không biết là em tốt em xấu thế nào, anh có hiếu cỡ nào, nhưng mà cái đứa con ở xa bao giờ cũng là cái đứa con mà bố mẹ trông mong nhiều nhất, cái tâm lý mà. Cho nên là Đúng đôi rồi. khi đấy, nó có những cái nó ấy lắm em ơi, thiêng liêng lắm, nó tình cảm lắm. Anh chị cũng chỉ còn có nhiêu đó thôi, còn một vài bà chị bên 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 bà xã, thế còn ông anh, bà xã anh cũng là con út mà Việt Nam hiểu không? Cho nên là đôi khi về thì nó thấy các anh các chị rồi con cháu này kia cuối cùng là mình cũng cảm thấy nó cũng ấm lòng. Mình không biết là giàu nghèo tốt xấu thì thế nào không biết, nhưng mà đại khái mình về là mình cảm thấy nó cũng vui rồi. Về cái đó, về quê hương ở đây á, bởi vậy em mới nói, em nói ở đây giờ có làm gì làm, có tổ chức, có hùng hổ gì đi nữa, nhưng mà cái nó cũng không bao giờ nó bằng được Đúng rồi. cái không khí, cái tình ở ở trong nước được ha nè. Đúng rồi. Anh Lên chơi đúng. không, nay lên 8 tí có anh bắt đồ lên nè. Cái thằng ấy mà nó lên là anh trốn đó. Ông này ông cũng mê đi về Việt Nam lắm, ông cư xá Ôi trời ơi, em ơi, thằng này nó nói với anh nè. mấy chục năm rồi. Là công tiểu. Nó nói vậy thôi chứ nó mà về cái gì, ai cho nó về. Đó, chưa, lâu rồi. Lên đây nghêu ngao cái coi, mệt ông ghê, lên ý kiến cái cò gần Tết rồi làm sao rồi. Ừ, để mà về cái con vợ nó cạo không còn cọng lông. Đó, rồi, dữ không? Kính chào các bác. Bác khỏe không? Bác đâu rồi? Cái chuyện em hoài anh bác. Anh bảo là Nó bảo là nó ở chỗ Washington đó, Việt Nam biết không? Nó gần chỗ bà chị anh nhá, rồi bảo là hôm trước bảo là định qua bà ấy chơi hôm tháng 10 vừa rồi cũng định qua, bảo nó dọn lại đi chỗ khác mà thổi đéo qua. Mẹ. Đến qua phải phải Florida đi. Em là chỉ có Florida với anh bắt ở anh bắt mốt mà có qua Mexico làm á, Ừ. bay qua Florida cũng rất là gần nha anh bắt. Phải không vậy? Gần sao ta. À. Đó. Ông mà qua đây cho anh muốn thì tét xịt, còn thôi là Florida cho anh bay của hai bên luôn, sang bên luôn. Bên Bắc Âu cái giờ này lạnh dữ ha. Đâu có em, tại vì hồi nó bị kẹt hồi tháng 12 nó báo tuyết thôi, chứ bây giờ là nhiệt độ nó cứ trung bình khoảng từ 6-7 độ, 6-7 độ nó cứ lằn tàn tàn vậy thôi. Gì vậy ta? Ừ. Nghe nói Bắc Anh Âu là phải nghe tới Bắc Âu thôi, là đấy là sắp rét rồi. đúng rồi, chứ Rồi, nghe Bắc hôm Âu nọ là phải ôi rồi đông mẹ, hôm nọ coi như là anh thức dậy sớm, cái tật của anh hay thức dậy sớm, bữa dậy sớm trong khoảng 4 giờ sáng, ui trời ơi sao rồi nó bảo ui đấy, bắt đầu mở cửa mở không được em, tức là ở ngoài trước cửa trước cửa sau nó tắc tuyết vô như vậy, cao khoảng 1 thước ấy. Ừ, bắt đầu anh mới mặc quần áo lạnh anh đi ra để anh kiếm cái xẻng xúc tuyết ấy, thì bà xã anh bảo lại khóa ở ngoài cái nhà kho. Đi từ nhà ra cái nhà kho nó chừng khoảng 5 thước thôi chứ bao nhiêu đâu, bà mẹ phải chui qua cả thước nước ấy mà tuyết ấy, mà đi coi nó ngập đến 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 bụng em ơi, nó lạnh quá luôn. Em chạy em ra chạy qua lấy mấy cái đó rồi cái em biết xẻng xong về coi như là ra lấy cái xẻng xong rồi chỉ mở được cái lối đường đi thôi nha em. Ô mẹ phút bữa đó là nó âm 14 độ. bên em ngày hôm nay là 20 độ á, bữa này 20 độ đẹp rồi, C đã luôn. bữa này trời quá đẹp. Ừ, 20 độ C. Trời đẹp lắm, bởi vì em ngồi ở ngoài từ sáng giờ. Bên anh ấy là hôm nay ban ngày là được 9 độ này, chiều xuống là 6 7 độ, hôm nay 7 độ. 7 độ C. Từ mới ông mặt mình
có nắng có gió không có cái đó. Ủa có anh bắt lại Việt Phai rồi, có anh nào mình xin chào luôn, cái lỗi anh Phú Ba là ai vậy em? Thơ Quang, anh Thơ Quang. Thơ Quang, bữa nay sao giọng nói hơi lạ quá. Tại vì nó vừa nói chuyện mà nó vừa ngậm kẹo mà. Bạn đó. Em chị Trá, sao bên này thời tiết nó lạnh quá. Đấy. Khỏe không em? Bữa nay mình nói về đề tài gì? Nói dốc thôi, đề tài gì? Nói đủ, đủ thứ hết, anh thích nói gì nói. Từ nãy giờ, từ sáng giờ nói về sao nói, sao bên nói châu về Âu tài. Có ăn Tết. Hả? Sao không nói về tài chị Ngọc Trinh đi. Ông anh kết Ngọc Trinh quá. Còn tôi không kể. Okay. Nhưng mà nó lái cái đó thì cũng hơi, nó hơi hơi ngu. Cho anh ý kiến nha anh Bắc. Cứ ý kiến từ đó chứ. Thoải mái. Chứ sao? Tại vì á, con Ngọc Trinh á, nó là hoa hậu, hơi gì ta? Hoa hậu đồ lót. Sexy đồ lót. Ừ. Thì cái thân thể nó rất là, nó làm ra tiền nhờ thân thể đó mà. Nhưng mà ở Mỹ là những đứa mà supermodel là nó có bảo hiểm cái cơ thể đó nha. Nó bảo hiểm cơ thể đó, nó tại cái cơ thể là cơ thể kiếm tiền. Mà tại sao nó anh thấy nó vô cùng ngu. Nó chơi cái đó, nó té nhỡ chạy chân chạy tay, nhiều gãy chân gãy tay, nó là sao kiếm tiền được, ngoài không kiếm tiền được mà nó còn xấu người đi. Thế không hiểu nó suy nghĩ gì á, nó hơi trẻ con á, thì thành ra nó chơi cái đó rất là ngu rồi. Chưa kể là nó làm vậy đó hơi phạm luật nữa. Thành ra nó, cái đó em không hiểu nó suy nghĩ như thế nào. Anh bắt hiểu gì đâu, thì vì ở Việt Nam á, em biết cái giới nghệ sĩ rồi giới này giới kia nó cũng có bè phản, nó tranh đối, à nó có bè phái, nó có quyền, nó nghĩ rằng là tụi nó cầm quyền đó, em thấy không ạ? Mà cái thằng làm cái gương nó bảo là vùng cấm, em thấy có nghĩa là tụi nó nghĩ là tụi nó là trên trời rồi chứ không phải là, mà nó ngu đâu. Nhưng mà nó cái vậy nữa là có cái nó lấy tiếng, mà nó muốn lấy tiếng thêm mà không thì nó làm cái scandal để nó lấy tiếng. Nhưng mà em vẫn muốn nói về vấn đề mà nó nguy hiểm cho cơ thể nó, chính bạn nó. Nó trong khi nói là hoa hậu, anh thấy một cái để nó giữ cơ thể nó body nó rõ rồi, sao thì nó lại đi chơi cái trò chơi đó rồi anh. Nó gọi là nữ hoàng đồ lót chứ không phải là hoa hậu. Đúng rồi, nữ hoàng đồ lót. Nó em thấy nó đúng ra là nó là người mẫu, đúng rồi, đồ lót chứ không phải là người mẫu gì mà đi trên sàn xiếc gì hết á. Nó là người mẫu. À không, cái đó là Kenwood là khác. Dạ thì đó thì nhưng mà sau rồi em thì đe nó cho nó 7 năm thì em thấy nó hơi căng thẳng quá, thì ra ý kiến là nhiều chút cuộc nó bị tạm giam thôi. Nhưng mà cho tụi nó sợ thì nhiều cách sợ, nhưng mà cái không phải cái tội của nó không có đáng để mà đe nó 7 năm mình không hiểu không à, mà chú sáng phải hiểu cái này là cái tội đó đó cái tầm vòng là từ 2-7 hay cái mức đề là cái việc kiểm soát có hiểu không sống em yếu quá nghe. Không phải đâu, chắc là bảo quạt máy đúng rồi đấy đó, ngay cả giờ còn chọn đúng rồi đấy. Nói lại thôi Quang, hoàn toàn đấy không nghe gì. Quang, em. Cái đó chưa, giờ nghe rõ chưa? Đó, thôi, nghe rõ đó. Tức là phải hiểu thế này nè, tức là cái tội danh đó thì nếu mà cho về pháp lý á, là nó lọt vào cái khung hình phạt là từ 2-7 năm. Nhưng trong quá trình xét xử thì người ta sẽ căn cứ và người ta dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ và có thái độ nữa. Cái thái độ gọi là có cầu thầy hay không, có gọi là có biết mình sai hay không đó, rồi thì người ta mới căn cứ trên cái điểm đó thì người ta mới thống nhất là áp vào cái mốc nào anh khá hình dung không, chứ không phải là nặng nhẹ gì ở đây. Và thực ra nếu mình suy cho cùng á, nói về gọi là cái việc mà con Ngọc Trinh nó mang lại là nó ảnh hưởng cái đầu tiên là gì? Thứ nhất, nó là người của công chúng, có sức ảnh hưởng rất lớn tới cái thế hệ trẻ,
bởi vì những người được gọi là theo dõi đó, và nó làm những cái việc như vậy á, thì nó có sẽ những cái hành động mà là nếu mà tụi trẻ nó bắt chước theo là vô hình chung nó cổ suý cho tới những cái trẻ đó là vi phạm pháp luật. Cho nên là dẫn chứng là tại sao có những trường hợp mà cái tụi thanh thiếu niên bây giờ trên thở ra đường là tụ tập rồi lạng lách rồi đánh võng rồi không đội mũ bảo hiểm, tống hai tống ba rồi bốc đầu biểu diễn đủ các cái các kiểu, thì cái chuyện mà mình để lại cho những đứa trẻ thế hệ trẻ bắt chước theo thì nó rất là nguy hại đó. Tức là xét trên nhiều yếu tố thôi, và cuối cùng là trong quá trình ví dụ như người ta điều tra, người ta làm cung thì người ta thấy con Ngọc Trinh này nó có thái độ nó hối cải, thành tâm hối cải, và xét về nhân thân của nó, xét về nhân thân của nó, ví dụ là nó chưa phạm tội lần nào, nó chưa có dính dáng cái gì hết, và suy cho cùng trên tinh thần gọi là cái sự nhân văn nhân đạo của luật pháp đó, thì họ sẽ áp dụng cái hình phạt nhẹ nhất cho nó. Nhưng mà co ra co vậy chứ nhìn co vậy chứ không có nhẹ đâu, đừng có nghĩ mà không nhẹ, đừng nghĩ mà là nhẹ, bởi vì án treo á, làm chưa trái mọi người biết không, án treo á là trong vòng á, lên nhớ ví dụ án treo nó 2 năm đi, đúng không, trong vòng 2 năm đó mà nó có một cái vấn đề gì vi phạm nữa và mang ra xử cái tội danh nữa là nó chồng án đó. Có như là án treo của nó 1 năm phải không? À, mình nói ví dụ đi, treo 1 năm đi, treo 1 năm là trong vòng đó. Chờ má là cái gì? Đại khái mình cứ nói như vậy nè, đại khái như giống đại khái nó giống như là Duy Tân á, nó đang bị vợ nó đang cho án treo, đáng lẽ là năm tới tôi cho ông về. Thế nhưng mà ông mà cả chớn thì mẹ tôi đóng nắp ông luôn. Tôi không cho ông về nữa. Không cho về nữa mà còn phạt thêm mấy năm nữa đéo được về. Đó. Tù treo có nghĩa là tù ở nhà đúng không? Đúng. Tù nhà. À, Mỹ nó kêu là probation đó anh. À... nó cũng không phải là tù nhà, không phải tù nhà. Tù nhà là gì? Là tức là bên Mỹ là vấn đề là gì, là chỉ được di chuyển trong phạm vi, đúng không? Trong cái phạm vi nhất định nào đó thôi. Còn ở đây nó vẫn đi lại tự do bình thường, nó đi vô tư. Thí dụ nó không được xuất ngoại thôi, mình không được xuất ngoại không thì mình chưa biết, nhưng mà theo em nghĩ là không được xuất ngoại thôi. Và trong vòng 1 năm đó thì đặc biệt trong vòng 1 năm đó là không được vi phạm pháp luật nó liên quan tới hình sự. Em nói ví dụ đi, đúng, bây giờ cái tội danh là như vậy, nhưng mà thí dụ trong thời gian một năm án treo đi, nó lại liên quan tới cái tội, mình nói ví dụ cái tội đánh bạc đi, đúng không? À, bắt đầu người ta mang ra, người ta truy tố tội đánh bạc, là tội đánh bạc đó là 3 năm thì nó phải chồng thêm cái án treo này vô nữa. anh tưởng án treo là nó ở trong nhà không đi ra ngoài. Không, mình nói đùa thế thôi, chứ còn nếu mà án treo thì nó vẫn được đi tới đi lui, nhưng mà không được xuất cảnh. Không được đó, được tức là đấy, tức là tới đây là anh bắt hiểu ý Duy Tân không, là ông thương hoa tuyết ngọc, ông tưởng là treo trong nhà không ra ngoài để cho ông thưởng thức được đó. Án treo này cũng như là probation đó, anh có một cái probation là một cái án treo, đó là anh cũng được đi tới đi lui, được làm cái này cái kia trong phạm vi của cái thí dụ như bây giờ vậy đi, cái bữa đó Ngọc Trinh nó ra thì tòa án thành phố Hồ Chí Minh nói là bị hưởng 1 năm án treo, thì trong 1 năm cái án treo đó nó vẫn hoạt động, nó vẫn làm gì bình thường, nhưng mà không có được phạm pháp, không có được đụng tới xe mà chạy, hay là ra thí dụ như tòa án nói là trong 1 năm này Ngọc Trinh không có được chạy xe đó, nó vẫn đi đây đi đó bình thường, nhưng mà nó không được đụng tới chiếc xe thôi, chẳng hạn vậy đó. Chứ đâu phải là án treo đụng mới nhốt nó trong nhà, nhốt ở nhà không được đi ra đường hay này kia đâu, vẫn bình thường. Xe nó vẫn ngoại khi mà anh đang thụ án, khi anh đang có án như vậy rồi thì ai cho anh xuất ngoại? Xe thì nó vẫn chạy vô tư việc đây, nếu mà nó đáp ứng được yêu cầu của gọi là bên về pháp lý là của với giấy tờ bằng lái gì đó. Nhưng mà nó không được làm lại những cái hành động, nó không được làm lại những hành động mà người ta đã bắt nó về cái tội chia lanh tranh trước đây không. Ví dụ như nó không được biểu diễn, nó không được giảm, nó không được phép là lấy mô tô chạy ra biểu diễn, là công mông công đít lên trong cửa sáng coi nữa, đúng không? Đúng rồi. Nếu muốn chạy mô tô đó, nếu nó muốn chạy mô tô thì nó phải chạy một cách đàng hoàng bình thường, phải không? Rồi chứ đồ chơi mà đeo đồ gỗ lên chứ nhõng nhõng lên được không? Cứ thế người ta không được, không chạy nó nổi. Tự nay hôm qua nay ông buồn là ông sợ nhà nước tiếp á,
rất tiếc là nó không chịu lấy một lớp học lái mô tô của anh Bắc. Nếu mà anh Bắc anh dạy là không kém. Anh Bắc anh đâu có công mong lên được đâu không. Cái đó là hơi phí. Anh Bắc mà anh chạy chiếc mô tô của ông, ông dẫn cái bao câu lên đó. Sao trời. Đó làm tưởng qua nay anh cư xá cứ tưởng đâu là qua chiếc này là Ngọc Trinh là hết leo lên mô tô dẫn dẫn mông rồi cho nên chưa chưa.